tin A Di Đà Phật, tôi tu thành A Di Đà Phật cho mọi người thấy một phần. Ủa, đặt tên A Di Đà Phật luôn, chỉ cần một câu A Di Đà Phật là đủ hết đấy. Và con cũng ước nguyện cho mọi người thành A Di Đà Phật. Con cũng nói với nhiều người mà không tin có A Di Đà Phật đấy, con phát nguyện tu thành A Di Đà Phật. Ủa, để cho mọi người có A Di Đà Phật chứ không phải là không có. Người họ có chuyện với mình, họ bố thí, họ bố thí thì cái đấy là thuộc về công đức của họ. Mình từng nói chung là ước nguyện điều công đức thì tất cả mọi cái là đều do cùng duyên nhân quả mà. Mình cũng thấy hạnh phúc, họ cũng thấy được hạnh phúc. Nhưng mà con thấy người ta đa số người ta chửi thì con thấy con cũng không muốn nhìn mặt họ, nhưng mà con cũng thấy họ không được giống như khi cho cái gì đấy. Họ cho được cái gì con thấy họ cười vui hớn hở, còn khi mà chửi họ toàn đỏ mặt với này họ nhăn nhó không á. Hai cái trạng thái đấy con thấy. Những cái người mà chửi là đa số ở khi mình không biết gì mà ở trên cái trạng thái đó có hai trạng thái đấy, thì mình thấy là thì ra là ở cái trạng thái mà cười vui vẻ tốt hơn, đúng không? Chứ mà cái trạng thái mà đỏ mặt rồi nhăn nhăn rồi không ưa rồi học hồ thì trạng thái đấy mình thấy cười không tốt mấy. Còn đây là tuy